Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 91. Chương 901. Cảm giác kỳ diệu. Ngươi nói tiếp đi. Bạch Phiêu Phiêu nói khẽ. Liễu Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Liễu Ngôn cũng nói rõ ràng đầu đuôi toàn bộ mọi chuyện. Tính ra cũng đã nói ròng rã 2 ngày, nói chính xác đến từng chi tiết nhỏ ở trong đó. Rất lâu sau mới nói xong, Bạch Phiêu Phiêu vẫn còn những dư âm vô tận. Đây là lần đầu tiên nàng nghe ngóng về sinh hoạt của Dịch Phong. Cũng bởi vì vậy mà nàng đã hiểu rõ Dịch Phong hơn một chút. Mà trước đó, ngoại trừ 2 lần tụ họp bên ngoài Mạc Phụ Sơn mạch ra, chính là sau khi nàng lên vị trí Bạch Đế mới điều tra rõ ràng. 2 quyển sách nàng đã từng rất yêu thích là Hồng Lâu Mộng và Chí Tôn Bảo, chính là ở chỗ nam nhân này. Việc này từng khiến cho nàng đau khổ tìm kiếm tác giả của nó, lại chính là Dịch Phong đã nhiều lần tụ họp cùng nàng, nàng lẽ ra phải rất kinh ngạc hay phải thật bất ngờ. Nhưng trên thực tế thời điểm khi nàng phát hiện ra kết quả này, cũng không tỏ ra vô cùng bất ngờ. Dường như, kiệt tác như vậy, vốn dĩ phải do Dịch Phong viết ra. Cảm ơn ngươi. Rất lâu sau, Bạch Phiêu Phiêu mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngôn nói. Khương lão, nàng lại kêu. Khương Vân Công bên cạnh nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, giao cho Liễu Ngôn. Đây là... Liễu Ngôn không hiểu nhìn hai người. Ngươi ăn vào sẽ biết. Bạch Phiêu Phiêu khẽ nói. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Liễu Ngôn vẫn cầm đan dược nuốt vào, bởi vì nàng cũng không lo hai người này đang hại nàng. Tiếp xúc 2 ngày, nàng cảm nhận được Bạch Phiêu Phiêu cũng không có ý hại người, càng chưa nói tới thực lực của 2 người bày ở đây, nếu đã muốn hại nàng, hoàn toàn không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành dòng nước ấm tràn vào thân thể của Liễu Ngôn. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Ngôn cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô tận đánh thẳng vào kinh mạch của nàng. Không chỉ gần như chữa trị được di chứng tẩu hỏa nhập ma lưu lại của nàng, năng lượng còn lại còn đang giúp nàng trùng kích cảnh giới mới vừa rồi nàng trùng kích thất bại. Tiên nguyên quanh quẩn, lực lượng tản ra nhanh ở toàn bộ mật thất. Không lâu sau đó, Liễu Ngôn đã thuận lợi đột phá cảnh giới, không chỉ vô cùng vững chắc, thậm chí cũng bởi vì viên đan dược này mà nút thắt trùng kích trong tương lai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Phiêu Phiêu này sẽ cho nàng cơ duyên như vậy. Đối với nàng mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng mở to mắt vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại phát hiện trong mật thất ngoại trừ bản thân nàng ra đã sớm không có một ai. Nàng bất đắc dĩ cười khổ. Dịch Phong cũng tốt. Trước mắt Bạch Phiêu Phiêu này cũng được, ở trong mắt bọn họ chỉ sợ nàng còn không được tính là khách qua đường. Trên đường xuống núi Bạch Phiêu Phiêu vẫn đi chậm rãi như cũ. Dường như vẫn còn đang cảm nhận khí tức của Dịch Phong và những dư âm còn lưu lại. Trên thực tế, cho dù nàng mạnh hơn, trừ khi sử dụng một chút thủ đoạn, nếu không 1 năm sau cũng không thể cảm nhận được khí tức của một người đã từng đi ngang qua nơi này, cho dù là một nhân tiên cũng không cảm nhận được. Nhưng đối với khí tức của Dịch Phong, nàng lại có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Giống như tinh thần phong, nàng cảm giác được Dịch Phong đã từng trải qua rất lâu ở tinh thần phong. Loại cảm giác này, không thể nói rõ cũng không thể tả rõ được. Khương lão, vâng, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Mời Bạch Đế nói. Nếu như có một ngày, ta muốn giao bạch giới trên tay cho một người khác, ngươi sẽ như thế nào? Bạch Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhìn Khương Vân Công. Thấy người sau không đáp lại, nàng lại bổ sung, ta nói là, giao bạch giới trên tay cho một nam nhân. Mà tu vi của hắn là Nhật Nguyệt Tiên Cảnh. Ngươi sẽ như thế nào? Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, Bạch Phiêu Phiêu ý tứ sâu xa nhìn Khương Vân Công. Khởi bẩm Bạch Đế, chỉ cần bệ hạ ngài có ý định tuyển người thì cho dù là thần tiên, thuộc hạ cũng nhất định hết lòng phụ tá hắn. Tuyệt không hài lòng. Vừa nói, Khương Vân Công vừa quỳ xuống, thể hiện lòng trung thành. Mong rằng trong tương lai ngươi nói được thì sẽ làm được. Bạch Phiêu Phiêu cười nhẹ, sau đó phân phó nói, lợi dụng tất cả cơ cấu của bạch giới giúp ta điều tra kỹ lưỡng tung tích hiện giờ của hắn, ta muốn trong thời gian nhanh nhất có thể tìm được hắn. Vâng, thưa bệ hạ. Đảo ám ảnh, Dịch Phong đang đứng trên sân thể dục mới vừa được xây dựng đánh sân tập thái cực quyền. Một thân võ phục không gió nào lay được,
tựa như một vị đại sư. Mà ở xung quanh, tất cả mọi người đều đang vây quanh lại đây, chăm chú nhìn Dịch Phong. Hay ra, thu tư thế về sau, Dịch Phong nhàn nhạt cười. Nhìn những người xung quanh, cảm thấy thật sự không nói nên lời. Chương 902, hiện tượng người truyền nhân, 1. Giải tán, mau giải tán đi. Hắn ta phất phất tay, sau đó lại nằm xuống ghế tựa. Tình, chúc mừng ký chủ, bạn đã thu hoạch được 5.000 điểm vận khí từ đệ tử thứ tư. Điểm may mắn hiện tại là 8.900 điểm. A, thứ tư, chỉ nhất đồng. Cũng có tiền đồ đấy. Dịch Phong hơi vui mừng. Xem ra lúc trước hắn suy đoán quả nhiên là không sai. Chia đám đệ tử này ra mỗi người đi mở quán cơm, bắt đầu kinh doanh nhỏ cũng thực sự có thể mang lại điểm vận khí cho hắn. Nếu như những đệ tử khác cũng phát huy thực lực, chỉ cần có khoảng 20 người như vậy là có thể đủ để hắn thăng lên một cấp bậc rồi. Có điều cũng không nên quá nóng nảy. Bây giờ các đệ tử cũng mới chỉ xuất môn được vài tháng thôi. Thời gian trôi qua, tất cả bọn họ nhất định sẽ không ngừng mang đến cho hắn vô số điểm may mắn. Mà ở bên ngoài đảo ám ảnh, chuyện lửa đốt thiên chi tiên điện như vậy, lấy hoang vu tiên châu, thiên cổ tiên châu, tây ninh tiên châu và mấy tiên châu khác ở trung tâm, đã xuất hiện hiện tượng người truyền nhân, chỉ ngắn ngủn trong vòng vài tháng. Nó đã nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận tiên châu khác. Sở Nguyên Tiên Châu, nơi này là một trong những trung tam châu. Giờ phút này, một trong số môn phái chính của Sở Nguyên Tiên Châu đang tụ họp với nhau mỗi năm một lần. Lý do lần tụ họp này là để thảo luận về việc phân phối vật tư trong khu vực. Vì vậy những người này nhìn như đều là đại lão, nhưng trên thực tế bởi vì liên lụy đến lợi ích các gia tộc mà âm thầm nảy sinh vô số xung đột nhiều không kể xiết. Dưới tình huống bình thường, ngồi xuống chính là châm chọc mỉa mai. Nhưng mà, năm nay phong cách có vẻ không đúng lắm. Ha ha, Trương Vũ Châu Chủ. Ha ha, Phương Tín Châu Chủ. Ngươi khỏe chứ, ngươi khỏe chứ. Lúc trước hai gã tông chủ này suýt chút nữa đã từng có một trận đại chiến, cả hai đều ước gì đối phương nhanh chết sớm luôn cho rồi. Giờ khắc này cũng chỉ là khách sáo mà chào hỏi nhau. Vậy mà bộ dạng kia lại giống như huynh đệ ruột thịt đã nhiều năm không gặp mặt. Trong khi đó Trương Vũ lại nhịn không được nói, Phương Tín à, ta nghe nói con trai ngươi dùng một mồi lửa đã đốt cháy một bộ phận của thiên chi tiên điện. Không sai, Phương Tín vuốt râu, thản nhiên tự đắc nói, so với con trai ngươi cũng không sai biệt lắm, một môi lửa, một bước đúng chỗ, ngay cả cọng lông đều không dư thừa. Ha ha ha, nếu nói như vậy xem ra, chúng ta còn không phải là người một nhà ư. Trương Vũ cười nói, cũng không phải không đúng, thật sự là người một nhà. Phương Tín vuốt râu, cười nói, về sau hai tông môn chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng là dễ nói chuyện. Như vậy đi, để bày tỏ lòng thành ý, ta sẽ không tranh giành khu vực chúng ta đã tranh chấp trước đây nữa, mà sẽ trực tiếp giao cho tông môn các ngươi. Trương Vũ sang sảng nói. Lão ca thật là quá khách khí rồi, vừa lúc khoảng thời gian trước tông môn chúng ta đã khai mở một bảo khố, sau đó lại phát hiện ra không ít công pháp tiên cấp trong đó. Lát nữa ta sẽ phái người gửi cho ngươi mấy quyển. Phương Tín cũng sang sảng cười nói. Trong cuộc nói chuyện giữa hai người với nhau, bất giác lại có thêm hai đối thủ cũ cũng tham gia nói chuyện phiếm. Hai vị lão ca, có phải các ngươi đã quên mất chúng ta rồi hay không? Chúng ta cũng là người một nhà đấy. Hai người kia nhịn không được nói. Ồ, các ngươi. Phương Tín và Trương Vũ cùng nhau đưa ánh mắt nhìn sang. Không sai, Khuyển Tử đúng là có tiền đồ. Tháng trước đã đánh chết mấy tên chấp sự ở một bộ phận của Thiên Chi Tiên Điện gần chỗ chúng ta, sau đó đã bị nhốt ở đảo ám ảnh. Người nọ vuốt râu, ra vẻ ngạo nghễ. Ai u, thật là người một nhà mà. Hai người Phương Tín, Trương Vũ cùng nhau đứng thẳng dậy, nhanh chóng bắt tay với họ. Ba người vây quanh lại một chỗ, sau đó ánh mắt dò hỏi lại nhìn về phía người cuối cùng. Ha ha, Khuyển Tử đúng là thật khủng khiếp. Cuối cùng người nọ nhịn không được ưỡn ngực trước ánh mắt mong đợi của ba người, từ từ nói, Khuyển Tử làm cho trưởng nữ của tông môn phụ cận chỗ chúng ta to bụng, Thiên Chi Tiên Điện giận dữ nên bắt nhốt ở trên đảo ám ảnh vĩnh viễn không bao giờ được ra ngoài. Hai từ vĩnh viễn được hắn nhấn mạnh. Nghe vậy, ba người kinh hãi. Ai ra ra, lão đại, người là lão đại, mau ngồi xuống đi. Ba người vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho người cuối cùng này ngồi xuống, trong lòng tràn ngập cung kính. Khiêm tốn rồi, khiêm tốn rồi. Người nọ đè bàn tay xuống nhàn nhạt nói.
nhưng thân thể lại ung dung tự đắc ngồi xuống, vô cùng hưởng thụ với những lời xu nịnh như vậy. Ai nha, tiền đồ của con trai, lão tử cũng được thơm lây. Nhìn bốn người này, mặt hai vị đại tông chủ đầy hoang mang, vẻ mặt khiếp sợ. Từ khi nào bị giam ở đảo ám ảnh đã trở thành một chuyện vinh dự rồi. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 903, Hiện tượng người truyền nhân, 2. Hơn nữa, trước kia bốn người này không phải là đối thủ một mất một còn à. Ngày thường gặp mặt cũng là ngươi chết ta sống, chỉ hận không thể một chưởng đánh chết đối phương cho rồi. Lúc này đây, chẳng phải đã hận không kịp chờ để đào đến tận tâm can đối phương ư. Có chuyện gì vậy? Hai người nghĩ ngợi cả trăm lần cũng không nghĩ ra. Khụ khụ. Trong hai người, người đàn ông tên Lật Khôn kia nhịn không được ho khan hai tiếng rồi nói, đầu tiên mọi người yên lặng một chút đi, trước khi tiến hành hội nghị, ta có một việc quan trọng cần tuyên bố. Nghe vậy, lúc này mọi người mới rời ánh mắt nhìn về phía hắn. Khuyển Tử Bất Tài đã thức tỉnh đại hóa thánh thể, đồng thời tháng sau cũng là lễ thành niên của hắn. Vì để chúc mừng cho hắn nên mùng 1 tháng sau ta tính toán sẽ mở đại tiệc chiêu đãi. Bởi vậy thông qua buổi hội nghị lần này, kẻ hèn là ta xin gửi lời mời đến tất cả chư vị tông chủ đang ngồi tại đây. Đến lúc đó xin chư vị vui lòng bớt chút thời gian đến góp vui, vừa lúc cũng để cho chư vị chỉ đạo tiểu nhi của mình. Nói xong, Lật Khôn nheo mắt, vuốt vuốt râu, mà hai mắt hạt châu kia lại đang đánh giá biểu tình của mọi người. Mấy lão già bọn họ gặp mặt không phải chỉ là để chèn ép khoe khoang nhau hay sao? Sở dĩ hắn lựa chọn thời gian này mà nói ra, chính là muốn mượn cơ hội mà chèn ép mọi người. Dù sao những người này đã chiến đấu không biết bao nhiêu năm mà vẫn chưa phân được thắng bại, vì thế thiên phú và thực lực của những kẻ đời sau đã trở thành thứ để bọn họ so sánh với nhau. Mà đại hóa thánh thể chính là tư bản của hắn ta. Thể chất như vậy đủ để nghiền ép bất cứ người trẻ tuổi nào ở Sở Nguyên Tiên Châu. Hắn có thể đoán trước được rằng những kẻ này sau khi nghe được bốn chữ đại hóa thánh thể, trên mặt đã toát ra vẻ khó coi rồi, không những thế còn có cả biểu tình hâm mộ ghen tị lẫn thù hận ấy chứ. Nhưng mà, Lật Khôn đã đoán sai rồi, mọi người nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau khi qua loa gật đầu một cái, lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện với nhau. Này lão Trương, con trai ngươi đã nhận được thư gì chưa? Trương Vũ hỏi. Khương sư muội của ta đã giúp ta mang lá thư đến, nói rằng con ta đã gia nhập đội chuyển gạch. Trương Vũ nói. Cái gì? Đội chuyển gạch? Ừ. Thật kinh khủng, có điều con trai ta cũng không tồi, vừa vặn khiêu phẫn đại đội lại có danh ngạch, cho nên mới gia nhập khiêu phẫn đại đội. Lão huynh Lý Hồng Thiên có nói qua Lục Trọng kia cho các ngươi biết đó, cả ngày ngây ngốc ở cùng với hắn, cùng ăn cùng uống, một lão nhân khác nói. Mẹ nó, ngươi càng ngày càng giỏi đó nha. Tiền đồ vô biên a ha ha. Mấy người lại thổi phồng nhau lên, trong lòng hoàn toàn không để ý tới Lật Khôn ở bên cạnh. Sắc mặt Lật Khôn âm trầm, cơ thịt trên mặt khẽ co giật. Đám lão già này là không nghe hiểu đấy à, thấy hắn khoe khoang, cho nên mới cố ý giả bộ làm như vậy không chút để ý. Đến lúc đó chư vị nhất định phải tới đấy, dù sao việc con ta đại hóa thánh thể là một chuyện vô cùng quan trọng, rất cần các chư vị tông chủ giúp làm chứng. Sắc mặt hắn ta biến đổi liên tục, lại nhịn không được bổ sung thêm một câu. Đặc biệt là bốn chữ đại hóa thánh thể, bị hắn nhấn mạnh, chỉ sợ rằng có vài người nghe không được. Ô, đã biết. Bốn người đang thổi phồng lẫn nhau nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại như cũ nói chuyện với nhau. Lật Khôn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tại sao? Tại sao khi nghe được tin con của hắn đã đại hóa thánh thể một tí phản ứng cũng không có, không nên bình tĩnh như vậy mới phải chứ? Người khờ khao luôn bị giữ trong bóng tối mờ mịt, mà kẻ biết và nắm lấy cơ hội đã đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn về những chuyện giống như của Sở Nguyên Tiên Châu, đồng thời nó cũng được diễn ra ở các khu vực khác. Loại hiện tượng truyền từ người này sang người khác như hỏa thiêu của Thiên Chi Tiên Điện này cũng truyền càng mãnh liệt. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy mà tù nhân của đảo ám ảnh ngày càng nhiều. Đồng thời, cuối cùng thế lực của đảo ám ảnh có cái dạng gì, có rất nhiều loại giả thuyết được lưu truyền bí mật giữa các thế lực lớn. Có người suy đoán rằng đây là một thế lực được thiên đạo nâng đỡ, muốn thay thế cho Thiên Chi Tiên Điện. Còn có người nói, người đứng đầu thế lực này
chính là đại năng thời kỳ viễn cổ thức tỉnh. Tất cả phiên bản đều có. Nói ngắn gọn, thanh danh của đảo ám ảnh hoàn toàn được truyền đi khắp nơi. Tinh, nhận được giá trị điểm số mệnh đến từ tiên giới, 300 điểm. Giá trị điểm số mệnh hiện tại, 19.200. Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên. À, lại có thêm sao? Dịch Phong từ trên ghế nằm ngồi dậy. Chương 904, Đại trận Thượng Cổ, 1. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bên phía Chỉ Nhất Đồng lấy được điểm số mệnh, vậy mà còn liên tục nhận được hơn 10.000 điểm số mệnh đến từ tiên giới. Số điểm số mệnh này là từ đâu đến? Là đồ đệ. Không phải nha, nếu là đồ đệ thì hệ thống phải thông báo chứ. Dịch Phong suy đoán. Ngáp một cái, đảo mắt cá chết nói, quản con mẹ nó làm gì, ngủ tiếp thôi. Nhưng mà hắn vừa mới nằm xuống, âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên. Bởi vì hành vi sống quá mức sa đọa của ký chủ, khiến cho hệ thống bất mãn. Cho nên hệ thống lại lần nữa thông báo nhiệm vụ. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 1 năm phải thu nhận được 1 đệ tử, mà cái thời hạn 1 năm này không có bất kỳ phương pháp nào để kéo dài. Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ hạ thấp 99% tu vi của ký chủ. Vừa nghe lời này, Dịch Phong còn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo, tỉnh một tiếng ngồi bật dậy. Má nó! Dịch Phong chửi ầm lên, hạ thấp 99% tu vi, cái phần thưởng này mẹ nó thật quá khủng khiếp rồi. Mở hệ thống đổi ra nhìn thử. Quả nhiên, cửa hàng đổi đã không còn đổi trì hoãn được nữa. Dịch Phong bất đắc dĩ thở dài, vốn định dùng điểm số mệnh để kéo dài thời gian thu nhận đồ đệ. Dù sao đối với người ung thư lười giai đoạn cuối cùng với chứng bệnh kéo dài thời kỳ cuối mà nói, có thể bất động thì sẽ bất động. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian ướp cá mặn sắp phải kết thúc rồi. Vậy điều kiện thu đồ đệ là gì? Dù sao cũng phải cho ta một tiêu chuẩn chứ. Dịch Phong nhịn không được hỏi. Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã thử qua, tùy tiện thu nhận đồ đệ là không được, cho nên việc nhận đồ đệ này chắc chắn phải có tiêu chuẩn. Hệ thống đồng ý là được. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Dịch Phong liếc mắt xem thường, nói vậy thà rằng không nói. Đến thôi, đành phải thử vận may thôi. Vậy đi, ngày mai lập tức khởi hành. Nhưng mà nói là ngày mai, Dịch Phong kéo dài hơn 20 ngày mới thu xếp xong tất cả hành lý, cũng không phải hắn không muốn động. Chỉ là cái loại trạng thái cá mặn này kéo dài lâu lắm rồi, những người rơi vào cái vòng tuần hoàn này thật sự rất khó để làm cho bản thân di chuyển. Mà hơn 20 ngày để thu xếp tất cả hành lý là nhờ hắn luôn nghĩ đến sau khi đánh mất 99% tu vi, mình sẽ trở thành một kẻ cùi bắp, tương lai sẽ đứng trước các loại kiểu chết khác nhau. Lúc này mới có thêm một chút động lực. Được, ngày 1 tháng sau rồi xuất phát đi. Tháng này đã qua hơn 20 ngày, cũng không còn mấy ngày nữa, cho tròn tháng luôn đi. Dịch Phong cảm khái một tiếng, dù sao ở kiếp trước phế vật giống như hắn cũng có không ít đâu. Sau khi tìm được một chút tâm lý an ủi, hắn lại thản nhiên tự đắc đi đến phía ghế nằm rồi nằm xuống. Nhưng mà vào hôm ngày 1, Dịch Phong ngủ quên, ngủ thẳng đến ngày 2. Má nó! Dịch Phong chìm sâu vào sự tự trách, oán trách tự chủ của bản thân không đủ mạnh. Ngày 10, nhất định ngày 10 phải xuất phát. Lúc trước cũng đã 1 tháng trôi qua, cũng không kém mấy ngày này. Dịch Phong kiên định nói, chính là, vào ngày 10 hắn lại lần nữa ngủ quên. Hắn mơ mơ, màng màng ngồi dậy, toàn thân cảm thấy tội lỗi. Trong lòng tràn ngập lo âu, nhưng mà sự thật, vẫn không muốn động. Không thì, ngày 20 rồi xuất phát. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhưng lời vừa nói ra, một âm thanh tức giận của hệ thống truyền ra, nếu ký chủ vẫn không xuất phát, thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ giảm bớt nửa năm. Soạt, hiện tại dưới sự thúc giục, Dịch Phong không thể không động, thu dọn tốt liền chuẩn bị xuất phát. Mà trước khi hắn đi, cũng đến chào hỏi một tiếng với các nhân vật chủ chốt Diệp Bắc. Mà chính mình cũng không thông qua truyền tống trận cố định mà đi. Dù sao thì lối ra của truyền tống trận này cách Nhật Nguyệt Tông không xa lắm, lúc trước khi hắn ở Nhật Nguyệt Tông. Nếu thực sự có thể thu nhận được đồ đệ, hệ thống cũng không có khả năng không có nửa điểm phản ứng. Cho nên vẫn là ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ nào đó thử vận may đi. Thiên trận Tiên Châu. Nơi này là một châu trong Trung Tam Châu, nhưng thật ra thực lực của nơi này trong Trung Tam Châu là thuộc vào cấp bậc nhất đẳng. Giờ phút này phía bên ngoài một hẻm núi lớn, tụ tập hơn 1.000 người. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều tập trung nhìn vào bên trong hẻm núi, nhìn về phía một trận pháp.
Đây là một trận pháp thượng cổ còn sót lại, theo những gì được truyền lại. Tiên giới ở thời thượng cổ có vô số dị ma ngoại vực tàn sát tiên giới. Vì để chống lại sự xâm lược của các dị ma, vô số tiên nhân đã vùng lên phản kích, bắt đầu một trận đại chiến kéo dài đến vạn năm. Bởi vì sự ảnh hưởng của trận đại chiến này khiến cho thời gian từ lúc đó đến hiện tại mặc dù đã qua rất lâu, nhưng vẫn như cũ có không ít các chiến trường cổ, trận pháp cổ và bí cảnh cổ còn sót lại từ đại chiến lúc trước. Mà gần đây không biết xuất phát vì nguyên nhân gì mà những trận pháp cổ đã từng bị phá hủy lại liên tiếp tự động mở ra. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 905, Đại Trận Thượng Cổ 2. Trong sơn cốc trước mắt chính là một trận pháp cổ tự động khởi động, mà cái trận pháp này cực kỳ tàn bạo. Sau khi khởi động, theo thời gian dần trôi qua, lấy đại trận làm trung tâm, có thể hấp thụ tất cả sinh khí bốn phương tám hướng xung quanh. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tâm trí của các sinh vật, khiến bọn chúng bị ma hóa. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, phạm vi ngàn dặm đã bị ảnh hưởng, trở nên không hề có sinh mệnh. Vô số yêu thú bị ma hóa, mang đến cho nhân loại tai ương rất lớn. Cái trận pháp này, đại khái lúc trước ở chỗ này là cứ điểm của dị ma vực ngoại, do đó mới còn sót lại. Loại đại trận này nếu không phá hủy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên trận Tiên Châu. Tóm lại là đại tai họa ngầm. Cái này không. Hơn 1.000 trận pháp sư của thiên chân tiên câu tập kết tại đây, muốn phá giải trận pháp. Chính là muốn, phá giải trận pháp lại khó khăn ngoài dự đoán của mọi người. Muốn phá trận, chỉ có biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong trận tìm được mắt trận. Chính là, khoảng cách với đại trận càng gần, sẽ đánh mất thần trí, thậm chí khả năng bị ma hóa càng lớn. Mặc dù bọn họ là những cao thủ đứng ở chỗ này, nhưng vẫn phải yêu cầu huy động một phần lớn bộ phận tu vi để duy trì không bị ảnh hưởng, càng đừng nói đến đi vào trong trận. Có điều, thời xưa và nay không bao giờ thiếu những người muốn cống hiến. Nhóm đầu tiên là đội ngũ 10 người, trải qua 7 ngày đi vào trong trận, 5 ngày trước khi trở lại ra ngoài, đã hoàn toàn đánh mất tâm trí, trở thành cái xác không hồn. Nhóm thứ hai là đội ngũ 20 người, ngày hôm qua mới tiến vào trong trận, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn, ánh mắt tràn ngập sự ngưng trọng. Thậm chí đến tâm tư nói chuyện với nhau cũng không có. Mọi người đều biết, lâu như vậy không có tin tức. Người của nhóm thứ hai chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, không một ai đoán trước được, trong không gian bỗng dao động một chút. Một thanh niên lười biếng, trực tiếp truyền tống đến bên trong trận pháp. Thật sự không quen mà, vậy mà lại truyền tống ta tới chỗ núi sâu rừng già này. Ngủ cũng không được ngon giấc, giờ không có một chút sức lực để đi bộ, trước hết cứ ngủ một lát đi. Bởi vì bị hệ thống trực tiếp ép buộc ra ngoài, nên Dịch Phong mơ màng sắp ngủ, thật sự có chút mệt mỏi, tìm một cây đại thụ, dựa vào rồi đánh một giấc, ngáy khò khè. Nửa ngày trôi qua, bên ngoài sơn cốc, hơn 1.000 trận pháp sư còn đang nôn nóng chờ đợi. Đến tận hiện tại, bên trong trận pháp cũng không có động tĩnh gì, kết cục của nhóm trận pháp sư thứ hai trên cơ bản đã có thể đoán được. Nhìn kìa, có động tĩnh. Đúng lúc này, trong đám người có người hô to một tiếng. Nghe vậy, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía đó. Sau đó nhìn thấy, ba gã nam tử cả người bao trùm đầy hắc khí, đang chém giết lẫn nhau vọt ra ngoài. Chết! Một nam tử có khuôn mặt đỏ rực, trực tiếp xé người khác thành hai mảnh. Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, trái tim hắn lại bị người thứ ba từ sau lưng mạnh mẽ móc ra ngoài. Khặc khặc. Tên nam tử còn sót lại kia cầm lấy trái tim màu đen vẫn còn đang đập, bóp nát, đôi mắt lóe một màu đỏ tươi, khóe miệng dữ tợn lộ ra nụ cười lạnh. Tựa như điên cuồng, chém giết về phía mọi người xung quanh. Ai già? Thấy vậy mọi người đều thở dài, vô cùng nặng nề cầm lấy binh khí trong tay chặt bỏ đầu người này. Đầu rơi xuống đất, hóa thành một luồng khí đen. Bầu không khí giữa sân đọng lại, vô cùng trầm trọng. Thật lâu sau cũng không có người lên tiếng. Quả nhiên, toàn quân của nhóm thứ hai cũng đã bị diệt. Bởi vì tên nam tử chết cuối cùng kia chính là trận pháp sư cường đại nhất trong nhóm người thứ hai, hắn cũng đã đánh mất tâm trí, những người còn lại đều có thể biết được kết cục. Nhóm thứ ba, tự mình báo danh đi. Sau khi thở dài, một lão giả danh tiếng tương đối không tồi hô.
nhưng sau khi âm thanh của hắn truyền ra, thật lâu sau cũng không có hồi âm. Mọi người cũng không phải là không muốn đi phá giải trận pháp, nhưng hai nhóm người trước đều là kết quả này, nếu bọn họ đi 8-9 phần chính là chịu chết. Bọn họ không muốn sau khi đánh mất tâm trí, biến thành cái xác không hồn trở ra ngoài, cuối cùng không thể không để cho người của bản thân mình giải quyết nỗi thống khổ của bọn họ. Thấy rất lâu sau không có người lên tiếng, lão giả thở dài một hơi. Sau khi trầm mặc thật lâu, mới đưa ra một quyết định, nếu như vậy, tạm thời từ bỏ khu vực này đi. Nghe vậy, mọi người gắt gao nắm chặt bàn tay, vẻ mặt tràn ngập sự không cam lòng. Nếu không có cách nào giải quyết trận pháp này, nó sẽ cắn nuốt sinh khí ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động của nó sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Chương 906, một thanh niên áo bào trắng đi ra từ sơn cốc. Bọn họ đã từng tính toán thử, kết quả của việc mặc kệ trận pháp này chính là sẽ khiến cho thiên trận Tiên Châu của bọn họ sẽ đánh mất 1/3 lãnh địa. Chuyện này dẫn đến việc vô số người phải trôi dạt khắp nơi, tất cả gia tộc, tông môn ở tại khu vực này cũng phải rời khỏi đây. Mà khi bọn họ dọn đi, sẽ khiến cho thế cục của toàn bộ các thế lực tại Tiên Châu một lần nữa bị phân chia lại. Dưới sự ảnh hưởng của hiệu ứng dây xích này, tương lai sẽ khiến cho thiên trận Tiên Châu xảy ra đại loạn. Chỉ là không còn biện pháp nào khác. Hai nhóm người đi vào lập tức tổn thất hai nhóm người, cũng không thiếu các trận pháp đại sư danh tiếng hiển hách. Toàn bộ số người còn lại của bọn họ đi vào, đại khái cũng sẽ không có gì thay đổi. Giải tán đi. Chúng ta ngốc ở chỗ này cũng lâu rồi, mặc dù không đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm trí. Vẻ mặt lão giả đầy tiếc hận, bất đắc dĩ đưa ra quyết định này. Mọi người trầm mặc gật đầu, không cam lòng bắt đầu thu dọn, chuẩn bị trở về. Nhưng mà, ngay khi bọn họ định rời đi, bên trong sơn cốc, vậy mà lại có động tĩnh truyền ra. Sao lại thế này? Có người khó hiểu hỏi, quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía sơn cốc. Sau đó nhìn thấy, một thanh niên mang áo bào trắng, ánh mắt buồn ngủ mông lung, một dáng vẻ lười biếng cùng tư thái dương dương tự đắc đi ra từ trong con đường nhỏ của sơn cốc. Này, đây là... Trên người hắn dường như không có hắc khí, cũng không bị đánh mất tâm trí. Nhìn thấy tên thanh niên áo bào trắng này, có người ngạc nhiên hô lên. Theo tiếng kinh hô này, không ít trận pháp sư đã bay đến giữa không trung chuẩn bị rời đi lại ngừng động tác, quay đầu nhìn qua. Quả nhiên, ỗ trong vòng trận pháp, có một thanh niên áo bào trắng đi ra, tựa hồ trạng thái thật sự không bị trận pháp ảnh hưởng đến. Các ngươi có ai quen biết hắn không? Có người hồi. Không quen biết, nhưng mà hình như không phải người của nhóm thứ hai. Có người nói, vậy hắn là ai vậy? Trên mặt mọi người đầy vẻ khó hiểu, vừa mừng lại vừa sợ. Chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên, khiến cho bọn họ vô cùng mông lung. À, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có một nam tử hét lên, âm thanh chói tai đánh vỡ sự bình tĩnh của mọi người. Ngươi la hét cái gì vậy? Bên cạnh có người bất mãn nói. Nhìn trận pháp, mau nhìn trận pháp kìa. Người nọ chỉ vào sơn cốc, la lớn. Nghe vậy, mọi người quay đầu lại di chuyển ánh nhìn, lập tức hai mắt trừng lớn, trái tim cũng suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, giờ phút này thanh niên kia vừa vặn đi ra khỏi phạm vi của trận pháp. Ngay một khắc hắn bước ra, toàn bộ bố trí của trận pháp trong sơn cốc, nháy mắt đã tan biến tựa như bọt biển. Giờ phút này trên không trung đã trở nên thoáng đãng. Ha, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Dịch Phong ngẩng đầu, dùng tay che miệng lại, nhịn không được ngáp một cái. Nhưng hắn mới vừa ngáp tới một nửa, lập tức phát hiện có hơn 1.000 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Động tác ngáp đột nhiên ngừng lại. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, đằng sau cũng không có gì nha. Không khỏi xấu hổ, hắn giật giật cơ mặt. Ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong, Dịch Phong vội vàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thanh phi kiếm mà lúc trước hệ thống đưa cho, chui khỏi đám đông trên mặt đất rồi bay đi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Dịch Phong đã không còn thấy bóng dáng. Phù, thật không biết mấy người kia nhìn chằm chằm ta làm cái gì nữa, khiến người ta cứ cảm thấy quái quái. Sau khi rời xa đám người kia, Dịch Phong mới nhẹ nhàng thổ ra một hơi, hắn cũng không muốn chọc chúng mấy chuyện phiền phức gì đâu, tốt hơn hết là tránh khỏi thị phi. Lúc này, mọi người đang sững sờ mới phản ứng lại kịp. Lập tức một tràng âm thanh cuồng nhiệt vang lên. Cao nhân, vừa rồi là cao nhân. Đúng vậy,
Vị vừa rồi nói rằng hắn chỉ là đi ngang qua. Có lẽ là khi đi ngang qua đây, thấy chúng ta bó tay không có biện pháp gì với cái ma trận này, cho nên mới ra tay cứu giúp. Vị cao nhân đó đã cứu thiên trận Tiên Châu chúng ta thoát khỏi sự nguy hiểm, nhất định chúng ta phải cảm tạ hắn thật tốt. Đúng vậy, nếu có thể bái sư thì càng tốt. Một đại trận như vậy, ra vào không chịu ảnh hưởng, còn có thể phá giải trận dễ như trở bàn tay, tất nhiên chính là một vị trận pháp sư lục phẩm, thậm chí có thể là thất phẩm. Bên trong chuỗi âm thanh cuồng nhiệt, mọi người ở đây đều lấy ra các loại tiên khí, các loại tiên châu, đuổi theo hướng của Dịch Phong. Mà Dịch Phong lúc này đã rời xa núi non, đi đến một tòa thành nhỏ. Trước hết cứ thuê một cái đình viện nhỏ, ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 907, bảo, ta đi tránh đầu sóng ngọn gió. Sau khi Dịch Phong đi đến một cái tiểu đình viện, lấy ra một số lượng lớn đồng vàng. Nếu dùng số tiền này, thật ra Dịch Phong cũng không cảm thấy đau lòng. Dù sao thì lần trước khi trở về thiên địa môn, hắn đã lấy toàn bộ tiền tài được tích giữ trên đảo ra, thế nên về mặt tiền bạc, hắn cũng xem như là vô cùng giàu có. Ông chủ, cái tiểu đình viện này thuê một tháng bao nhiêu tiền? Dịch Phong cười nói, 100. Ông chủ đáp, chỉ 100 thôi sao, chuyện nhỏ. Dịch Phong lấy ra một túi tiền, nặng trĩu đặt vào trong tay của ông chủ. Ông chủ khẽ cau mày, khi mở túi tiền ra phát hiện là đồng vàng, chân mày hắn lập tức nhíu lại, vẻ nhiệt tình trên mặt hoàn toàn biến mất. Tiên tinh, cái ta muốn chính là tiên tỉnh, ngươi lấy ra một đống đồng vàng đưa cho ta là có ý gì? Dịch Phong sửng sốt, nhịn không được hỏi, không phải lúc trước tiền của tiên giới đã sửa lại, thống nhất đều đổi thành đồng vàng sao? Con mẹ nó, ngươi sống ở trong mộng hả? Tiền đã thống nhất đổi thành tiên tinh bao lâu rồi, ngươi không biết sao? Ông chủ nhịn không được nói, cái gì? Lại đổi trở lại. Nghe thấy một câu này, trong đầu Dịch Phong vang lên một tiếng sấm, thiếu chút nữa đã không chịu nổi mà đặt mông ngồi liệt dưới đất. Trời, kẻ đáng chết dưới ngàn đao nào sửa tới sửa lui vậy, muốn chết hả? Dịch Phong nhịn không được rít gào, thật là khó chịu đến muốn tự sát, hận không thể tự đâm một nhát vào tim của mình. Lúc vừa đến tiên giới, hắn cho rằng tiền tiên giới cũng là đồng vàng, mang theo một đống lớn đồng vàng thượng giới. Vốn tưởng rằng có thể làm một tên tiểu thổ hào, lại biết được tiền tiên giới chính là tiên tinh. Được, dù sao thế giới cũng đã thay đổi, tiền không giống nhau cũng có thể giải thích. Cho nên Dịch Phong ném những đồng vàng vô dụng kia đi, thật vất vả mới tích góp xong, tích góp được không ít tiên tinh. Nhưng con mẹ nó lần trước ra cửa, lại có người nói cho hắn, tiền tiên giới đã đổi thành đồng vàng. Lúc ấy Dịch Phong cũng đã đủ câm nín. Nhưng hắn cũng tự an ủi chính mình, vận khí không tốt nên đụng ngay lúc tiên giới thực hiện đại cải cách. Vì thế ném những cái tiên tinh vô dụng đó đi, hắn còn cố ý từ thiên địa môn mang về vô số đồng vàng. Nhưng ai biết được, một cái thế giới lớn như vậy, hệ thống tiền nói sửa là sửa, hiện tại tiền lại bị sửa lại. Mẹ nó, tốt xấu gì cũng là một thế giới rộng lớn như vậy, sớm chiều thay đổi, muốn chết hả? Đừng để cho ta biết là thằng cháu nào đã ban hành cái mệnh lệnh này, bằng không ông đây chơi chết người. Dịch Phong nắm chặt bàn tay, hung dữ thóa mạ. Cũng may. Cuối cùng từ trong đáy của không gian giới chỉ, Dịch Phong cũng đã tìm được một chút tiên tỉnh còn sót lại, miễn cưỡng trả đủ nửa tháng tiền thuê tiểu viện. Ông chủ nhận tiền thuê, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn mà nói, nếu thật sự là không có tiên tinh, nếu như thực lực tạm ổn, có thể đi lên núi săn bắt một ít yêu thú, vật liệu trên người bọn chúng có thể đổi được một ít tiền. Đa tạ. Dịch Phong chắp tay, mới xem như có được chỗ dừng chân. Mà ở tại Thượng Tam Châu xa xôi nào đó, một người áo đen thấp bé đang nắm tay của một nữ tử, nhìn về phía biển hoa nơi phương xa. Gió nhẹ thổi qua, bên trong lãng mạn, tràn ngập mùi chua của tình yêu. Lâu bảo, ta mang ngươi về gặp gia tộc của ta, ngươi bằng lòng không? Lúc này, nữ tử nghiêng đầu nhìn tên áo đen bên cạnh. Bảo, ta làm sao lại không muốn chứ? Người áo đen truyền ra giọng nói dịu dàng. Nữ tử nghe vậy, trong mắt toàn là nhu tình, nhẹ nhàng dựa vào ngực người áo đen. Ở lại đây thêm một chút nữa rồi chúng ta trở về có được không? Nữ tử nhẹ giọng nói. Người áo đen vừa muốn đồng ý, cơ thể đột nhiên chấn động mạnh mẽ,
thoát ra khỏi nữ tử, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay đầu lại gọi, bảo, chuyện đi đến nhà này ngươi tại gác lại một khoảng thời gian, ta muốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Một khắc ngay khi người áo đen kia bỏ chạy, một vài bóng dáng khác cũng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Mà vốn dĩ tiểu tòa thành này nằm tương đối ở ngoài biên, căn bản không có mấy cường giả. Không biết từ khi nào nơi này trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đặc biệt là xuất hiện rất nhiều trận pháp sư chứ danh ở trên toàn bộ Tiên Châu, thậm chí đi theo top 5, top 3 ở trong thành. Mau nhìn xem, vị nào là trận pháp sư tứ phẩm Quách Tĩnh Lãnh, một thủ lĩnh trẻ tuổi. Còn có thiếu nữ kia, cũng là trận pháp sư tứ phẩm, không phân cao thấp với Quách Tĩnh Lãnh. Các ngươi có thấy vị kia không? Trận pháp sư ngũ phẩm, cự trận các kia là do hắn chế tạo ra, là một thế lực nổi danh nhất ở thiên trận Tiên Châu chúng ta. Sự xuất hiện của các trận pháp sư khiến cho mọi người dân của tiểu thành sôi nổi nghị luận. Chương 908, run run đi theo. Từ những người giàu trong thành đến tận người buôn bán nhỏ, mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Mà bên ngoài đình viện của Dịch Phong cách đó không xa, ông chủ của tiểu đình viện cũng không ngoại lệ, đang thảo luận cùng mấy hàng xóm láng giềng. Chúng ta đây là xảy ra chuyện lớn gì sao? Một người nam tử nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Một nam tử khác nhịn không được cũng nói, mấy đại nhân vật này ngày thường muốn thấy cũng không thấy được. Có một vị đến thăm tòa thành của chúng ta đã là thành tựu, thật sự không thể tưởng tượng được, lần này người đến đây lại nhiều như vậy. Thật đúng là làm người khác khó có thể tin được. Chỉ sợ rằng các ngươi vẫn chưa biết đi. Ông chủ của đình viện kiểm không được thấp giọng nói, ta nghe được tin tức nói là có một vị trận pháp sư cấp 7 đến thành Thiên Dung của chúng ta. Cái gì? Trận pháp sư cấp 7? Hai gã nam tử kia trừng lớn hai mắt, vô cùng chấn động. Ha ha, các người đừng có mà không tin. Ta thấy 8-9 phần cái đại trận thượng cổ được đồn đại khiến vô số trận pháp sư đều bất lực chính là nhờ bị trận pháp sư cấp 7 này bài trừ. Ông chủ đình viện kia thấp giọng nói, cũng không biết hắn vì cái gì, mà chạy đến thành Thiên Dung của chúng ta, nên lúc này mới hấp dẫn những trận pháp sư khác đến đây. Thì ra là thế, nếu thực sự có một vị trận pháp sư cấp 7 ở tại thành Thiên Dung, nhiều đại nhân vật đến đây nhiều như vậy, vậy việc kia hoàn toàn chính xác. Hai người kia bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện vài tia mong chờ. Các ngươi nói xem, nếu chúng ta gặp phải vị trận pháp sư cấp 7 kia, hắn nhìn chúng ta thuận mắt, thuận tay cho chúng ta một chút cơ duyên. Chẳng phải là được một bước lên trời sao? Người nọ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đã chìm trong ảo tưởng viển vông. Dù sao, Thiên Trận Tiên Châu là một tiên châu lấy trận pháp làm chủ, thế lực bên trong tiên châu chủ yếu là làm trận pháp. Cho nên ở chỗ này, địa vị của trận pháp sư là vô cùng cao quý. Ngươi thôi đi. Ông chủ đình viện kia nhịn không được trắng mắt liếc bọn họ một cái, tức giận nói, tuy là thành Thiên Dung chúng ta nhỏ, nhưng cũng có vài trăm vạn người, làm sao có thể dễ dàng mà đụng chúng. Cứ cho là có thể gặp được đi, người ta sẽ thèm nhìn tới ngươi sao? Nghe vậy, hai người ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật vậy. Được tình cờ gặp gỡ một nhân vật như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảo tưởng và ảo tưởng. Dù sao, Thiên Trận Tiên Châu là một tiên châu lấy trận pháp làm chủ, thế lực bên trong tiên châu chủ yếu là làm trận pháp. Cho nên ở chỗ này, địa vị của trận pháp sư là vô cùng cao quý. Ngươi thôi đi. Lão bản đình viện kia nhịn không được trắng mắt liếc bọn họ một cái, tức giận nói, thành Thiên Dung chúng ta tuy là nhỏ, nhưng cũng có vài trăm vạn người, làm sao có thể dễ dàng mà đụng chúng. Cứ cho là có thể gặp được đi, người ta sẽ thèm nhìn tới ngươi sao. Nghe vậy, hai người ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật vậy. Được tình cờ gặp gỡ một nhân vật như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể ảo tưởng và ảo tưởng. Các ngươi muốn có được một cơ duyên từ vị trận pháp sư cấp 7 này, còn không bằng mơ ước, bởi vì nhờ hắn đến đây mà chúng ta có được một chút quan hệ với các vị đại nhân khác. Dù sao người vì vị này đến đây không phải 2.000 thì cũng là 1.800, tỷ lệ gặp được lớn hơn thì không nói, ít nhất còn có cơ hội người ta liếc mắt nhìn ngươi một chút. Nhưng mà, nói đến đây, lão bản đình viện khe khẽ thở dài, nói, mặc dù là như vậy, nhưng chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể ảo tưởng và ảo tưởng. Loại dân thường này như chúng ta, tỷ lệ tạo được mối quan hệ với các nhân vật lớn kia, cũng như cũng vẫn gần như bằng không. Hai người còn lại cũng gật đầu, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, hiện thực như thế nào, bọn họ vẫn hiểu rất rõ.
có đại nhân vật nào sẽ thật sự để ý đến loại thí dân này như bọn họ đâu. Nhưng vừa dứt lời, ca một người trong đó hét lên một tiếng, giống như lò xo từ trên ghế bật dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng về một phương run rẩy. Ngươi la hét cái gì? Hai, người khác không nhịn được mắng, vô ngữ hướng theo ánh mắt của hắn, không chút để ý quay đầu lại nhìn. Không nhìn còn tốt. Vừa nhìn thấy, hai người đồng thời run rẩy, tiếp theo đó cùng nhau hét lên. Chính là nhìn thấy, ỗ góc đường phía trước, có ba ông lão đang đi đến với khuôn mặt tươi cười. Dù bọn họ chỉ sống ở tầng thấp, nhưng trong tiên châu của bọn họ có nhân vật nào lợi hại, sao họ có thể chưa nghe đến được. Họ nhận ra ba người này, đó chính là đại sư trận pháp ngũ phẩm tiếng tăm lừng lẫy trong thiên trận tiên châu, ba huynh đệ Lâm Thị. Các bạn đang nghe chuyện nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần, người trên vạn người, của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 909, ta còn hiểu trận pháp. 1. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, lúc này vừa nói đến những nhân vật lớn này, nhanh như vậy mà đã gặp được ba người họ. Nhưng mà, càng khiến bọn họ kinh hãi hơn, ba người này lại đi thẳng về phía họ, hơn nữa còn lịch sự khách sáo hỏi, xin hỏi, vị nào là chủ quán ở đây? Tìm ta, ông chủ đình viện nghe thấy, cũng không dám duỗi thẳng đầu lưỡi, ấp úng ngập ngừng trả lời, ta là, ối già, thì ra ngươi chính là chủ quán. Ba người nhiệt tình bước đến, lịch sự nói, chúng ta là ba huynh đệ Lâm Thị, Lâm Thiên, Lâm Địa, Lâm Nhân, lần này đến đây là có chuyện muốn phiền đến chủ quán. Ông chủ choáng váng, ba người này, sao lại khách khí với hắn như vậy? Đúng là khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn chỉ là một chủ quán nhỏ, làm sao chịu được sự khiêm nhường của ba vị ngũ phẩm trận pháp đại sư như thế? Lập tức cung kính đáp lại, ba vị đại nhân có chuyện gì xin cứ việc dặn dò tiểu dân nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ấy, Lâm Nhân đẩy tay một cái, vội vàng nói, cái gì mà dặn dò với không dặn dò, là nhờ giúp đỡ. Dứt lời, vung tay một cái, một bộ tiên khí cấp thấp đã rơi vào tay ông chủ quán. Thấy thế, Lâm Thiên và Lâm Địa rất hài lòng với cách làm của Lâm Nhân. Dù sao bọn họ cũng đã nghe ngóng kỹ càng, vị kia đang ở trong đình viện này. Bây giờ bọn họ đến đây e là cũng nằm trong dự đoán của hắn, vì vậy thái độ của bọn họ lúc này cực kỳ quan trọng. Bộ tiên khí nặng trĩu này khiến ông chủ quán kinh ngạc không thốt nên lời. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một tên dân đen như hắn có tài đức gì mà lại được đối đãi như vậy? Ba vị đại nhân, xin hỏi rốt cuộc các vị có chuyện gì thế? Tôi đây. 19. Vẻ mặt ông chủ nhỏ đau khổ, trong lòng lại thấp thỏm đến cực điểm. Ha ha, chủ quán, ngươi không cần phải căng thẳng như thế. Lâm Thiên cười nói, bọn ta chỉ muốn làm phiền ngươi đến sau đình viện chuyển lời giúp, nói rằng ba huynh đệ Lâm Thị chúng ta xin cầu kiến. Chuyển lời, phía sau đình viện, ông chủ quán ngạc nhiên. Ồ, sau đình viện của hắn, chẳng phải chỗ là người thanh niên nghèo chỉ còn tiền vàng đang ở sao? Ba nhân vật lớn này chạy đến đây, chỉ vì muốn cầu kiến hắn, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nhưng dù trong lòng vạn sự khó hiểu, hắn ta cũng không dám từ chối. Phiền ba vị đại nhân đợi một chút, ta sẽ đi chuyển lời ngay. Ông chủ bước về phía sau của đình viện, gõ gõ cửa. Xin hỏi có việc gì không? Dịch Phong mở cửa viện, ló đầu ra hỏi với đôi mắt còn ngái ngủ. Ông chủ còn chưa kịp đáp lại, ba người Lâm Thiên thấy Dịch Phong ló đầu ra thì vội vàng tiến lên. Chúng đệ tử, bái kiến tiền bối. Bước đến trước cửa, ba người đồng thanh, cúi đầu cung kính. Tiếng gọi này, dọa ông chủ quán trọ sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Tiền bối, trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Điều này có nghĩa là gì? Đây há chẳng phải tên thanh niên nghèo chỉ có tiền vàng này là một cao nhân còn mạnh hơn cả ba huynh đệ Lâm Thị. Ngay lập tức hắn ta cũng hiểu ra tại sao ba người Lâm Thiên lại khách khí với hắn, là bởi vì trong đình viện của hắn có một vị cao thủ còn mạnh hơn cả ba huynh đệ Lâm Thị đang ở. Làm sao hắn ta cũng không ngờ được cái đình viện nhỏ bé này của mình lại có thể chứa được một con rồng to lớn như thế. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Nhất thời, hắn ta lo lắng run rẩy. Phải biết rằng, trước đây thái độ của hắn ta với Dịch Phong dù không tính là tồi tệ lắm nhưng nhất định không thể coi là tốt được. Ngộ nhỡ Dịch Phong ghi thù, vậy chẳng phải là một trưởng đã đánh chết hắn ta rồi sao? Thế nhưng sợ tới sợ lui, trong lòng cũng thấy khó hiểu,
Tại sao một vị cao thủ như thế bỗng nhiên lại tới chỗ này của hắn ta? Hơn nữa trước giờ hắn ta còn chưa từng nghe thấy. Theo lý thuyết, cao nhân có thể trở thành tiền bối của ba huynh đệ Lâm Thị thì hắn ta cũng phải nghe qua rồi chứ. Bỗng nhiên, hắn ta nhớ tới gì đó, bất giác nhìn về phía Dịch Phong. Chắc hắn không phải là đại sư trận pháp cấp 7 đâu nhỉ? Hắn ta vừa nghĩ như thế, ba huynh đệ Lâm Thiên đã cho hắn ta đáp án. Chỉ sợ là tiền bối không nhớ chúng đệ tử, nhưng ngày đó khi ở Lạc Nhật Sơn Cốc, ký ức của chúng đệ tử về tiền bối vẫn còn nhớ như in. Ba huynh đệ Lâm Thị cung kính nói, chà, quả nhiên là thết vị này thật sự là đại sư trận pháp cấp 7. Chủ quán trọ hít vào một hơi khí lạnh, sống lưng lạnh toát. Lạc Nhật Sơn Cốc, đó không phải nơi lúc trước xuất hiện Ma Thiên Đại Trận sao? Nghe xong, Dịch Phong nhíu mày. Đương nhiên hắn nhớ được khi bước ra từ Sơn Cốc, có hơn 1.000 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. E là ba người này cũng nằm trong số đó. Nhưng mẹ nó, lúc đó nhìn chằm chằm hắn cũng đã đành, bây giờ còn đến tìm hắn làm gì? Chương 910, ta còn hiểu trận pháp. 2. Lần này đến đây là muốn thăm hỏi tiền bối, đồng thời cũng là để cảm tạ tiền bối đã cứu Thiên Trận Tiên Châu chúng ta trong lúc nguy nan. Ba người khiêm nhường nói, cái gì? Dịch Phong lập tức choáng váng. Cứu Thiên Trận Tiên Châu trong lúc nguy nan, hắn đã làm gì à? Có phải các ngươi đã hiểu lầm gì? Không, Dịch Phong không nhịn được nói, lúc đó ta chỉ là người qua đường, chẳng làm gì cả. Nghe vậy, ba người nhìn nhau mỉm cười. Sự kính nể trong lòng đối với Dịch Phong càng tăng lên gấp bội. Xem ra vị này đã làm việc tốt, lại còn không muốn thừa nhận. Tiền bối, cho dù ngài có thừa nhận hay không, ngài cũng chính là ân nhân của Thiên Trận Tiên Châu chúng ta. Ba người kiên định nói, Thiên Ma Đại Trận đó đã nuốt chửng lý trí của mọi người, không nói đến ngài ở trong đại trận nhưng lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Khi ngài ra khỏi đại trận, cảnh tượng đại trận bị phá vỡ ngay sau đó, vô số người chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến. Vẻ mặt Dịch Phong rất đặc sắc, nhưng từ lời nói của người này cũng xem như hắn đã hiểu được đầu đuôi của vấn đề. Lúc đầu, hắn ngẫu nhiên dịch chuyển đến bên trong Thiên Ma Đại Trận mà rất nhiều người bọn họ cũng không thể phá vỡ được. Nhưng vì hắn không bị ảnh hưởng, hơn nữa lúc đi ra cũng là lúc đại trận bị phá vỡ, cho nên những người này đều nhận định là hắn đã phá vỡ đại trận. Đây cũng là lý do tại sao, lúc đó khi hắn bước ra ngoài, lại có nhiều cặp mắt nhìn hắn như thế. Cũng là nguyên nhân vì sao mà ba người này khách sáo khiêm nhường đến bái kiến hắn. Các ngươi thật sự chắc chắn rằng trận pháp được phá giải ngay khi ta bước ra ngoài? Dịch Phong hỏi. Tất nhiên, ba người gật đầu kiên định. Ánh mắt nhìn Dịch Phong kia, rõ ràng chính là đại lão ngài đừng giả bộ nữa, chúng ta đã nhìn thấu từ sớm rồi. Nhận được sự xác nhận của ba người, Dịch Phong đột nhiên trở nên bất bình tĩnh. Chẳng lẽ trận pháp này thật sự là do hắn phá vỡ? Chẳng lẽ hắn còn am hiểu trận pháp, bản thân hắn lại không biết? Được, cảm tạ thì không cần thiết, ta còn có việc, các ngươi đi trước đi. Dịch Phong nhanh chóng đuổi ba người họ đi, sau đó trở về phòng. Trước tiên hắn triệu hồi hệ thống ra. Hắn nóng lòng muốn biết rõ ràng có phải hắn thật sự lợi hại như thế, còn biết cả trận pháp. Hệ thống, ta hỏi ngươi, ta có am hiểu trận pháp không? Tinh, báo cáo ký chủ. Ngươi vốn không hiểu trận pháp. Giọng của hệ thống truyền tới. Không hiểu trận pháp. Dịch Phong nhíu mày thật sâu, có chút không tin tưởng hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta đã không hiểu trận pháp, vậy vì sao khi ta tiến vào đại trận gì đó lại bình an vô sự, hơn nữa lúc đi ra, vì sao trận pháp đó cũng bị phá luôn? Chờ đợi thật lâu, hệ thống không có bất cứ hồi âm nào. Được. Hệ thống cho má nhà ngươi, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta sẽ tự mình xác minh. Dịch Phong đen mặt bước ra khỏi cửa. Vừa mở cửa, đã thấy ông chủ quán trọ sợ hãi quỳ trên mặt đất. Thấy Dịch Phong bước ra, hắn run rẩy hét lên, đại nhân tha mạng, xin đại nhân nương tay cho, đều tại tiểu nhân có mắt như mù. Dịch Phong liếc nhìn ông chủ không nói nên lời. Đoán chừng tên này cũng vì ba người Lâm Thiên mà tưởng hắn là đại sư trận pháp cấp 7. Ôi, đứng dậy đi, không cần phải vậy. Khẽ thở dài một hơi, Dịch Phong tự tay đỡ hắn ta lên, hắn vốn chẳng phải đại sư trận pháp cấp 7 gì đó, cho dù thật là vậy, giữa hắn và chủ quán này cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Được chính tay Dịch Phong đố lên, ông chủ quán trọ thụ sủng nhược kinh, tràn đầy cảm kích. Hoàn toàn không ngờ tới,
Vị đại lão này không chỉ không trách phạt hắn lúc trước đã thất lễ, mà còn tốt bụng như vậy. Quả nhiên, càng là người lợi hại thì tích cách sẽ càng nhẹ nhàng. Đa tạ đại nhân, nếu đại nhân có chuyện gì cần, xin cứ việc dặn dò thuộc hạ, ông chủ nhỏ kính cẩn nói. Nếu đã như vậy, ngươi giúp ta một chuyện đi. Dịch Phong sờ cằm, nói, chủ thiên trận Tiên Châu của các ngươi đang phá trận pháp, loại bí tịch trận pháp cấp nhập môn, chắc là rất dễ lấy đến tay phải không? Nếu như có thể lấy được, thì mau giúp ta lấy một quyển đến đây. Có thể lấy được, có thể lấy được, đại nhân đợi một lát, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Chủ quán cung kính lui ra. Thấy vậy, Dịch Phong quay lại viện ngồi đợi. Lý do hắn muốn quyển bí tịch trận pháp cấp nhập môn này cũng là vì muốn thử xem rốt cuộc hắn có hiểu được trận pháp hay không. Nếu hắn ta thực sự có bản lĩnh ở phương diện này mà lại không biết, dựa theo quyển bí tịch trận pháp cấp nhập môn, chắc sẽ có thể dễ dàng bố trí một trận pháp cấp thấp. Không lâu sau, chủ quán vội vàng chạy tới, trên tay cầm theo ngọc giản, cung kính giao cho Dịch Phong. Dịch Phong bóp nát ngọc giản, một lượng thông tin to lớn hiện ra trong đầu hắn. Từ những kiến thức cơ bản về trận pháp, cùng với các phương pháp bố trí một số trận pháp cấp thấp, đây chính là thứ Dịch Phong cần. Các bạn vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.